Mùa thứ hai giải xe đạp quốc tế VTV Cup Stone Hoa Sen với tổng lộ trình lên đến 1.618 km, 12 đội đua, trong đó lần đầu tiên có 5 đội quốc tế tham dự, sẽ tranh tài trên những cung đường đẹp nhất Việt Nam. Kỷ lục mới về số tiền thưởng lên đến 1 tỷ 180 triệu đồng. Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Stone Hoa Sen 2017 vòng quay lan tỏa. Ống kẽm Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.